Công thức để điều trị bệnh E. coli kéo màng ở trên gà. Hôm nay Xuân Trịnh sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn phối trộn đường nguyên tử cefuroxim và lincosin giúp cho các bạn tạo ra dung dịch đặc trị bệnh E. coli kéo màng ở trên gà. Chúng ta sẽ đổ chai cefuroxim vào chai đường nguyên tử này. Chai đường nguyên tử này nó có dung tích 500ml nhưng ở trong này nó chỉ chứa 300ml đường nguyên tử thôi. Thì đầu tiên các bạn đổ chai cefuroxim vào này. Đổ chai cefuroxim vào đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ nắp kỹ để cho nó hòa thành một dung dịch đồng nhất. Ok, nó đã hòa thành một dung dịch đồng nhất rồi. Và cái dung dịch này sau khi chúng ta lắc, sau khi chúng ta pha chai cefuroxim cộng với chai đường nguyên tử xong, chúng ta sẽ cho thêm chai đặc trị ho thở vào trong cái chai đường nguyên tử cefuroxim này, sẽ tạo ra một hỗn dịch đặc trị bệnh E. coli kéo màng ở trên gà. Dung dịch E. coli kéo màng sau khi các bạn pha, nó sẽ có màu như thế này. Đó được sự kết hợp giữa cefuroxim A còng này, đường nguyên tử này và lincosin nhá. Nó tạo ra hỗn dịch vàng như này. Bây giờ tôi sẽ bảo quản đó. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh cách pha thuốc để tạo ra những công thức điều trị cực mạnh bệnh E. coli kéo màng ở trên gà. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị em trong video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.